Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhé. Mình nó đang ồn ồn, mình tắt cái điều hòa đấy. Mọi người ơi, hôm nay mình lên một em bình này Sachima hút lọc rất là đẹp luôn. Ơi mọi người, mình thôi mình đo kích thước trước cho mọi người để mọi người xem là nó cao bao nhiêu đó. Bình này nó cao 55 phân mọi người nhé. Đây, về cao 55, chiều cao 55, bụng của nó, bình này bình Sachima mọi người nhé, bụng của nó 91, bụng 91, chiều cao của cái miệng của nó là 13, chiều cao miệng 13, chiều cao của cái cổ này, để tính đây thôi, tính 20 đi, chiều cao cổ 20, lên đây. Ồ, nói chung cái bình này quá là chất luôn mọi người. Bình hút lọc. Mọi người ai mà mua cái bình này sở hữu Tết thì lọc lá vào đầy nhà mọi người. Chuẩn bị Tết hết rồi nên sắm một em bình Sachima có thương hiệu tên tuổi một chút về nhà, sắm về nhà để trong nhà cho nó hoành tráng mọi người ạ. À, đây mình cho mọi người xem đây, chuyện đây. Chuyện chuyện Sachima đây. Chuyện này là chuyện Sachima. Nói chung là cái này là Sachima là có cái dấu cộng này nữa là nó đẹp mọi người. Mình không biết là có phải không nhưng mà thấy hôm trước mình lên mình mua ở cửa hàng thì người Nhật người ta bảo là nếu mà có cái dấu cộng này ấy, thì là nó hàng đẹp hơn. Không biết có phải không, nếu mà không phải thì mọi người thông cảm mình nhé. À, đây, quay cho mọi người xem này. Đầu này, vẽ vàng nhá, viền vẽ vàng nhá. À, đây để mình quay họa tiết cho nó men dạn mọi người nhé. Bình này bình men dạn đây. Bình này có tuổi đời khá lâu rồi mọi người nhé, mình dám khẳng định là không dưới 100 năm tuổi đâu mọi người ạ. Bình này là vẽ hoa, này là hoa mẫu đơn và đôi chim mọi người nhé, và cả hoa anh đào nữa thì phải. Mình không biết có phải hoa anh đào không nhưng mà khả năng là hoa anh đào mọi người. Đây trên này nó có cái cây leo lên ngoài này núi này. Đấy. Bình này bình hút lọc quá đẹp luôn mọi người, quá xuất sắc luôn. Đây có một con chim và đây một con chim, hai con chim đang quay sát vào con chim từ dưới lên trên. Có cái cây đây, cây đi lên như này, cái hoa mẫu đơn đấy. Đây con chim đây, đây là một con chim và đây là một con chim nữa đấy. Vẽ vàng nữa, có cả vàng luôn mọi người nhá. Bình này nó vẽ thì họa tiết vẽ bằng tay. Bình Sachima 100% là mình vẽ bằng tay luôn mọi người. Đây quay cho mọi người xem này, men men dạn này, nó dạn theo thời gian đấy, cốt cốt gốm cốt cứng mọi người nhé, quá đẹp luôn. Bình này quá xứng đáng để mọi người sưu tập, để về vào cái bộ sưu tập của nhà mình để chuẩn bị đón Tết mọi người ạ. Đón Tết lọc vào đầy nhà luôn, đúng bình hút lọc để đón Tết lọc hút vào đầy bình luôn. Hãy cho mọi người xem lại một lượt lượt đứa chuyện. Đây, chuyện Kutani, à xin lỗi mọi người nhé, chuyện Sachima. Đấy mọi người xem cái chôn của nó này, đổi màu theo thời gian luôn rồi. À, rất là đẹp luôn. Đây, màu nó đây. Bình này thì không phải chê gì nữa đâu mọi người. Nó tuổi đời cái bình này thì khá là lâu đời rồi, có dư tuổi đời rồi. Đây có những cái em quay vào những cái chỗ này nó trông nó như kiểu bị nứt nhưng không phải là nứt đâu mọi người nhé, nó là men dạn nhé. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn, không bị lỗi vết gì cả mọi người ạ. Nó chỉ có mỗi một cái lỗi là cũ theo thời gian thôi mọi người ạ, chứ không có lỗi gì hết. Men men dạn quá tuyệt vời luôn, gốm cong cong luôn.
Đấy mọi người, ai mà muốn mua em bình này thì cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người có muốn mua hay là đặt bất cứ một sản phẩm gốm gì ở bên Nhật Bản này thì mọi người cứ liên hệ với mình. Mình sẽ tìm cho mọi người. À, thôi cho mình xin phép mình kết thúc video đây mọi người ạ. Một lần nữa cho mình xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và xem video của mình nhé mọi người nhé. Ôi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người, bye bye mọi người.